Xin chào các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Tiger. Mã nồi là JBC A100. Đây là nồi 1 lít thì các bạn nấu được 5 người ăn nhé các bạn, tức là 1 kg gạo ấy. Thì nồi này là nồi cao tần, áp suất 2 bi. Thì nói đến áp suất 2 bi thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Tiger, hoặc là nói đến nấu cơm cháy hay là nấu gạo lứt thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Tiger. Thực ra nấu cơm cháy hay nấu gạo lứt thì hãng nào cũng có các bạn. Như kể cả áp suất 2 bi, như Panasonic thì áp suất cũng 2 bi. Nhưng mà nói áp suất 2 bi hay là nấu cơm cháy hay nấu gạo lứt thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Tiger. Bởi vì chế độ nấu cơm cháy của Tiger nó là tiêu biểu, nó là đặc biệt, nó ngon hơn các hãng khác nên người ta sẽ nghĩ ngay đến nó. Và từng gạo lứt tương tự như vậy nhé các bạn. Rồi các bạn xem qua nồi này. Nồi còn rất là bóng nhé các bạn. Cái này là mình chưa vệ sinh được các bạn, cái này mình mới vệ sinh ngoài rồi mình quay video thôi, cái này mình chưa lau bên trong, rong còn rất là xanh nhé các bạn. Rồi đằng sau đây, đây là áp suất 2 bi này. Đấy. Cái này mình chưa vệ sinh đâu các bạn, cái này mình cày ra hết nhé. Đấy, cày ra ngay thôi mà. Mình ngâm nước lạnh, nước ấm ấy, mình lau là nó ra. Bên mình thì các bạn yên tâm là khi nấu không bao giờ có mùi hôi. Mình không dùng hóa chất nhé các bạn. Mình dùng, nếu mà ví dụ như là dính băng keo ấy, thì mình dùng cái dầu gió, dầu Trường Sơn đấy các bạn, mình lau là sạch. Mình không bao giờ dùng hóa chất nhé, các bạn yên tâm. Rồi, các bạn xem qua son này. Son này son sần thì nó xịn hơn là son phẳng nhé các bạn. Cái này là không phải là không phải là chảy đó các bạn. Cái này khúc này là nó bị dính cái gì đấy nhá. Cái này mình chưa vệ sinh kỹ nữa. Các bạn nhìn tổng quan này. Còn tương đối nhá các bạn. Còn về cái son này ấy thì kể cả mới hay là như thế này thì khi mua về các bạn nấu ăn ấy, các bạn đừng có nên không nên tuyệt đối là không nên sử dụng muối cứng, muối sắt nhé. Các bạn làm vậy thì nó sẽ chảy hết cái lớp chống dính ra, như vậy là coi như hỏng cái son, hỏng cái nồi luôn các bạn. Cái này thì không bể vỡ gì đâu các bạn, có bể vỡ thì mình sẽ nói ngay để tránh cái tình trạng mà khi nhận được nồi nó khác với video, vậy sẽ mất uy tín của mình cũng như làm mất cái kỳ vọng của khách hàng đặt vào mình nhé. Mình kim điện rồi các bạn này, giờ mình nấu thử nhé, mình ấn menu này. Đấy. Cái này người ta bỏ cái chức năng cái phím cứng nấu cơm cháy rồi nhé. Đó, các bạn nhìn đây đấy, tức là mình ấn một lần thì nó không có cơm cháy, mình ấn thêm một lần nữa nó hiện cơm cháy này, thì tức là cái chế độ gạo đó, cái loại cách nấu đó cho nấu cơm cháy nhé các bạn. Rồi mình ấn nút nấu. 47 phút nhé các bạn. Rồi, mình chia sẻ thêm là cái tình trạng của cái nồi này ấy. Thì các bạn nhìn này. Đấy, nếu mà mình ấn về cái này về đây thì đúng ra là phải chạy xuống như này nhé các bạn. Mà nó không về, mình vẫn hai cái nó về đây. Đấy. Thì tức là cái nút cái chế độ nấu tiết kiệm điện đây này. Nó không hiển thị được nữa các bạn. Đấy, mình chỉ còn, tức là các bạn đưa vào đây thì nó vẫn nấu tiết kiệm điện. Đấy, nó vẫn nấu nhưng mà nó không hiện thôi. 41 phút. Nhưng mà thực ra cái chế độ tiết kiệm điện đấy các bạn đừng có nấu nhé, không có ngon đâu. Bản chất của nồi cao tần Nhật này nó tiết kiệm điện, rất là tiết kiệm rồi các bạn. Một năm các bạn cứ, tức là khi các bạn mua nồi về các bạn ghim điện vào đây, ghim điện suốt quãng đời của nó luôn, đừng có rút ra nhé. Thì một năm, một ngày các bạn nấu 2 bữa thì một năm nó tiêu thụ khoảng 8 đến 90 số điện các bạn. Tiết kiệm hơn rất nhiều so với nồi Việt Nam nhé. Nên các bạn không lo vấn đề tiết kiệm điện đâu, không lo vấn đề hư đâu. Bởi vì cái chức năng ấy, công dụng của nó là các bạn phải ghim điện vào vậy. Các bạn ăn còn thừa cơm ấy thì các bạn bỏ đây hâm thì nó mới có điện để nó hâm cho các bạn. Chứ các bạn rút ra rồi không hâm được đâu. Rồi, cái dây này các bạn mình thay rồi nhé.
hôm về nó bị đứt còn lại mỗi cái lõi bên trong thôi, thì mình thay một cái dây của National. Đấy, thì dây này cũng của nồi National, dây này cũng dây zin của nồi National thôi chứ không phải là dây dây tầm bậy nhé các bạn. Tất cả các phụ kiện hoặc này kia của mấy cái nồi này, này thì không có sản xuất bài bản nhé các bạn, đều là ví dụ kể cả vỏ hay là dây hay là bo mạch hay màn hình, thì giả sử có thay ấy, thì cũng không có cái tình trạng gọi là mua ở Trung Quốc hay là mua ở hay Việt Nam mình tự chế nhé, toàn là đồ của Nhật hết. Có thì có ví dụ đồ cũ thì là của những cái nồi mà nó như thế này này mà nó bị hư thì người ta lấy xác, người ta bán xác, người ta ráp qua. Rồi cái hiện trạng nồi là như vậy, nó bị mất cái này này. Cái này hôm về mình cũng có thay cáp đấy các bạn. Cộng cáp bằng hai hai ngón tay này. Đấy, cáp màn hình này. Nó nối từ dưới này lên đây, lên màn hình này các bạn. Thì cáp nó cũng cáp zin, cáp của nó hết nhé. Các bạn không lo vấn đề đó đâu. Rồi, bên mình đang bán nồi này với mức giá là 1 triệu 8 nhé các bạn. Thì bên mình giao hàng toàn quốc, không có thu cọc, nhận nồi kiểm tra đúng cái nồi này thì mới thanh toán nhé. Rồi, còn các bạn, xin chào các bạn.